Cao huyết áp, đây là một cái bệnh lý tim mạch nguy hiểm và được xem như là một kẻ giết người thầm lặng, vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh thường diễn ra trong âm thầm và không có triệu chứng. Hiện nay ở Việt Nam thì có khoảng 12 triệu người đã mắc phải căn bệnh này, có nghĩa là trung bình cứ 5 người trưởng thành thì sẽ có một người mắc bệnh. Và cái năm 2016 thì cái tỷ lệ này nó đã ở mức báo động đỏ với hơn 40% người lớn mà bị bệnh tăng huyết áp. Vậy cái triệu chứng, cái nguyên nhân và cái cách điều trị bệnh cao huyết áp là như thế nào? Một, cái bệnh cao huyết áp là bệnh gì? Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp là một bệnh lý mãn tính khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Huyết áp tăng cao gây ra nhiều áp lực cho tim, hay còn gọi là tăng gánh nặng cho tim đó các bạn. Và là căn nguyên của những cái biến chứng về tim mạch nghiêm trọng như tai biến mạch máu não, suy tim, bệnh tim mạch vành hay là máu nhồi máu cơ tim đó các bạn. Một số loại cao huyết áp chủ yếu thì bao gồm là cao huyết áp vô căn hay còn gọi là nguyên phát. Nó không có nguyên nhân cụ thể và nó đã chiếm đến 90% trong các trường hợp. Thứ hai là cái bệnh tăng huyết áp thứ phát, hay còn gọi là tăng huyết áp, là triệu chứng của một số những cái căn bệnh khác liên quan đến một số bệnh như là trên thận, động mạch hay là bệnh van tim và một số bệnh nội tiết. Thứ ba là cái cao tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Khi chỉ có huyết áp tâm thu tăng trong khi mà cái huyết áp tâm trương thì nó đã bình thường. Thứ tư là nó tăng huyết áp khi mà mang thai, bao gồm là tăng huyết áp thai kỳ và tiền sản giật, cảnh báo một số nguy cơ tim mạch trong cái giai đoạn mang thai. Khi mắc bệnh cao huyết áp thì áp suất máu lưu thông trong các động mạch tăng cao, gây nhiều sức ép hơn đến các mô và khiến các mạch máu bị tổn thương dần theo thời gian. Huyết áp cao là bao nhiêu? Huyết áp là cái áp lực của máu lên thành động mạch. Có huyết áp được xác định dựa trên hai chỉ số, đó là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Cái huyết áp tâm thu nó ứng với cái giai đoạn tim co bóp và tống máu đi, có giá trị cao hơn do dòng máu trong động mạch lúc này đang được tim đẩy đi. Còn cái huyết áp tâm trương nó ứng với cái giai đoạn giãn nghỉ giữa hai lần đập liên tiếp của tim, có giá trị thấp hơn do cái mạch máu lúc này không phải chịu áp lực tống máu từ tim. Triệu chứng của cao huyết áp. Đa phần các triệu chứng của cao huyết áp đều khá là mờ nhạt nha các bạn. Trên thực tế, hầu hết các bệnh nhân tăng huyết áp đều không thể nhận thấy bất kỳ một cái dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ ràng nào, mặc dù bệnh đã tiến triển nó khá là nghiêm trọng nha. Và một số bệnh nhân thì bị tăng huyết áp có một số biểu hiện, có một số triệu chứng thoáng như là đau đầu, khó thở hoặc hiếm hơn là có thể là chảy máu cam đó các bạn. Đúng như tên gọi mà nhiều nhà khoa học đã đặt cho cái căn bệnh cao huyết áp là kẻ giết người thầm lặng nha. Những cái triệu chứng của nó đều không rõ ràng và hầu hết không xảy ra cho đến khi bệnh này nó đã tiến triển đến một cái giai đoạn khá là nghiêm trọng. Lúc này thì các biến chứng về tim mạch có thể đột ngột xuất hiện và tước đi tính mạng của bệnh nhân chỉ trong chớp mắt thôi nha các bạn. Và cái nguyên nhân gây ra tăng huyết áp này là như thế nào? Cái nguyên nhân gọi là tăng huyết áp vô căn, cái loại này thường là do di truyền và nó sẽ phổ biến hơn ở nam giới nha. Bên cạnh đó thì cao huyết áp thứ phát là hệ quả của một số bệnh lý như là bệnh thận này, bệnh tuyến giáp, u tuyến thượng thận hay là tác dụng gây ra bởi những cái loại thuốc tránh thai, thuốc cảm, rượu bia hay là thuốc lá. Cái loại này thì chỉ chiếm từ 5 đến 10% trên tổng số ca bệnh cao huyết áp. Điều trị dứt điểm các nguyên nhân thứ phát có thể giải quyết được bệnh. Đối với tăng huyết áp gây ra do tác dụng không mong muốn của thuốc, sau khi ngừng thuốc thì có thể mất chừng vài tuần lễ để chúng ta có được một cái huyết áp ổn định lại và về mức bình thường. Đối với những trẻ em á, nhất là trẻ em mà dưới 10 tuổi nha các bạn, thì mắc cao huyết áp thứ phát thì cái nguyên nhân thường là do những cái bệnh khác nó gây ra,
điển hình như là về bệnh bệnh thận đó các bạn. Và cái bệnh tăng huyết áp thai kỳ là một cái dạng tăng huyết áp đơn thuần, nhưng thường xảy ra sau cái tuần thai thứ 20. Trong khi đó mà tiền sản giật cũng xảy ra sau khi thai nhi được 12 tuần tuổi, nhưng kèm theo vào đó là nó sẽ phù và nó có đạm vào trong nước tiểu. Nguyên nhân của các dạng tăng huyết áp trong thời kỳ mang thai này có thể là do thiếu máu trầm trọng, nhiều nước ối, mang thai con đầu lòng, hoặc là đa thai, hoặc là thai phụ thì còn nhỏ tuổi là khoảng ở dưới 20 tuổi đó các bạn, hoặc là sẽ cao trên 35 tuổi nha, thì cái tiền sử cao huyết áp hoặc đái tháo đường. Những ai sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp nhiều hơn? Và sau đây thì kênh xin chia sẻ một số cái đối tượng phổ biến nha, phổ biến của cái căn bệnh cao huyết áp này. Một là những người lớn tuổi, hệ thống thành mạch máu không còn duy trì được độ đàn hồi như xưa nên sẽ dẫn đến tình trạng là cao huyết áp. Hai là phần giới tính, tỷ lệ đàn ông dưới 45 tuổi mắc bệnh cao hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên thì cái phụ nữ sau khi mãn kinh ấy, lại có khả năng bị cao huyết áp nhiều hơn so với đàn ông ở cái độ tuổi này. Thứ ba là về tiền sử gia đình, nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp thường cao hơn đối với các thành viên trong gia đình, cha mẹ hoặc anh chị, hoặc có tiền sử về mắc bệnh tim. Một số yếu tố thì làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp bao gồm là thứ nhất là thừa cân béo phì nha các bạn. Lối sống chúng ta lười quá, chúng ta lười vận động mà chúng ta có ù ì đó, hoặc là ăn uống không lành mạnh, hoặc là chúng ta ăn quá nhiều muối và chúng ta sử dụng rượu bia, thuốc lá, và cái con người chúng ta bị căng thẳng thường xuyên. Khi mà điều trị cái bệnh cao huyết áp ấy, thì mục tiêu cái điều trị cao huyết áp này là giữ cho cái huyết áp của bệnh nhân nó sẽ ổn định ở cái mức cho phép. Cái biện pháp mà không dùng thuốc thì bao giờ cũng chiếm một cái vai trò cực kỳ là quan trọng trong liệu trình điều trị chung. Và theo lời khuyên của các bác sĩ thì bệnh nhân có thể kiểm soát huyết áp bằng cách là chúng ta, thứ nhất là chúng ta điều chỉnh về cái chế độ ăn uống đó các bạn. Chúng ta ăn uống lành mạnh này, và chúng ta dùng ít muối thôi nha, và cụ thể là dưới 6 gram muối trên một ngày. Chúng ta tập thể dục này, đều đặn này, vừa sức và không quá sức nha. Đối với những người lớn tuổi thì vận động nhẹ và tập thể dục hàng ngày nhẹ nhàng hợp với sức khỏe là cực kỳ là tốt. Và chúng ta cố gắng duy trì cái cân nặng lý tưởng, chúng ta giảm cân, đừng để cho cơ thể phát phì lên. Ngừng hoặc là hạn chế tối đa về phần uống rượu, uống bia, và chúng ta nên bỏ hút thuốc đó. Và cái việc mà nhiễm lạnh đột ngột cũng chúng ta cũng giảm đi nha. Kiểm soát tốt những cái bệnh liên quan đến cái căn bệnh cao huyết áp này. Và khi mà sử dụng cái thuốc điều trị về cao huyết áp ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng đúng theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Thường xuyên theo dõi cái sự thay đổi của bản thân ngay tại nhà với một số những cái loại máy mà người ta dùng để đo về cái bệnh cao huyết áp đó các bạn. Và kênh sẽ chia sẻ một số cái cách mà chúng ta hạ huyết áp ngay tại nhà nha. Khi mà mắc cái bệnh cao huyết áp thì người bệnh có thể đối mặt với cái tình trạng huyết áp tăng đột ngột bất cứ lúc nào nha các bạn. Chính vì thế mà mọi người nên chúng ta bỏ túi một số cái cách làm hạ huyết áp đơn giản để khi mà chúng ta bị thì chúng ta sẽ áp dụng. Đây là một điều hết sức là cần thiết nha. Một là chúng ta ngâm chân ở trong nước nóng. Ngâm chân trong chậu nước nóng khoảng 10 đến 15 phút khi mà huyết áp tăng cao thì sẽ có thể giúp ngăn máu chảy lên não và chảy về phía bàn chân, và từ đó thì giúp huyết áp dần trở lại bình thường. Thứ hai là chúng ta uống ngay một ly nước nha. Một số trường hợp mất nước có thể làm thể tích máu trong cơ thể giảm nhưng lại làm sức cản ngoại biên lại tăng lên, khiến cho huyết áp tăng cao. Chính vì vậy khi bạn cảm thấy huyết áp có dấu hiệu tăng thì chúng ta nên uống một cái ly nước nọc. Thứ ba là chúng ta có thể nghe nhạc các bạn, để cho cái những cái loại nhạc mà êm dịu ấy thì nó sẽ làm giảm cái hormone cortisol gây căng thẳng và hạ huyết áp rất là tốt. Và chúng ta tập thở sẽ các bạn, cái kiểu thở mà ong rít, cái kiểu thở này có thể giúp bạn thư giãn, thoát khỏi cơn đau đầu và đau nửa đầu do tăng huyết áp.
Với cái kiểu thở ong đít thì bạn chỉ cần ngồi xuống sàn này với một cái tư thế thoải mái, giữ lưng thẳng, đặt hai ngón trỏ vào hai bên sụn tai, chúng ta hít một hơi thật sâu bằng mũi và thở mạnh để nghe được tiếng như tiếng ong kêu á. Chúng ta sẽ lặp lại cái động tác này, lặp đi lặp lại trong vòng 7 đến 10 lần nha.